Kính chào quý vị và các bạn. Chính phủ đồng ý đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2021, thêm 6 thủ tục của Bộ Công thương được triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia. Thị trường lao động phía Nam có nhiều tín hiệu đáng mừng, lãi suất huy động bất ngờ tăng trở lại trong bối cảnh tín dụng đầu năm chưa khởi sắc. Đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình Nhịp sống kinh tế hôm nay. Văn phòng chính phủ đã có công văn gửi Bộ Tài chính về việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tiếp tục gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2021. Trước đó, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng nghị định về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2021 cho nhiều đối tượng, theo Bộ Tài chính dự kiến số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong thời gian tới khoảng 115.000 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn trình Thủ tướng trước ngày 20 tháng 3 năm 2021. Năm 2020, chính sách giãn hoãn thuế và tiền thuê đất đã mang lại hiệu quả tích cực cho nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bộ Tài chính cho biết sẽ giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020, thực hiện năm 2021 tại hai bộ ngành là Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước. Tại Bộ Quốc phòng sẽ giám sát trực tiếp đối với hai doanh nghiệp là Tổng công ty 15 và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 16 có nguồn bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Đối với Ngân hàng Nhà nước sẽ giám sát gián tiếp trong việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam từ thanh toán trái phiếu đặc biệt một số bộ ngành như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ thì Bộ Tài chính không lập kế hoạch giám sát do không nhận được báo cáo, các cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện giám sát theo quy định. Theo Tổng cục Thống kê, giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng đầu năm 2021 đã đạt 9% kế hoạch là mức cao nhất so với cùng kỳ trong 5 năm gần đây. Tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 40,9 nghìn tỷ đồng, bằng 9% kế hoạch năm, tăng 10,6% so cùng kỳ năm trước, trong đó vốn trung ương quản lý đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, các bộ có tỷ lệ giải ngân cao gồm bộ xây dựng, bộ y tế, bộ tài nguyên và môi trường, vốn địa phương quản lý đạt 35,3 nghìn tỷ đồng. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân cao là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Nghệ An Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các cục hải quan tỉnh thành phố về việc triển khai 6 thủ tục của Bộ Công thương trên cơ chế một cửa quốc gia. Đó là thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu nhập khẩu hóa chất bảng 1, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu nhập khẩu hóa chất bảng 2, hóa chất bảng 3 thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu, thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá. Hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm đã đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 51% so với cùng kỳ năm trước. Với mức tăng này, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang là bức tranh sáng dù thống kê theo bất cứ tiêu chí nào. Theo nhận định của Tổng cục thống kê, tốc độ tăng trưởng nhanh của ngành gỗ Việt Nam trong thời gian qua có đóng góp lớn từ sự thông thoáng của hệ thống pháp luật kinh doanh trong nước, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết cũng là nhân tố quan trọng để xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ bứt phá. Bên cạnh đó, sản lượng gỗ rừng trồng tăng đã tạo điều kiện cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo chủ động trên 70% nguồn nguyên liệu đầu vào. Đây là cơ sở giúp ngành gỗ Việt Nam từng bước giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, góp phần giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, tạo ưu thế cạnh tranh cho các sản phẩm gỗ của Việt Nam. Giá thịt lợn hơi trên địa bàn cả nước tiếp tục giảm nhẹ ở các địa phương do nguồn cung vẫn dồi dào. Hiện thịt lợn hơi tại miền Bắc được các thương lái thu mua với giá 75.000 đồng đến 77.000 đồng một kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 74.000 đồng đến 77.000 đồng một kg. Giảm mạnh nhất trong tuần qua là tại miền Nam, thịt lợn hơi được thương lái thu mua trong khoảng 73.000 đồng đến 78.000 đồng một kg, giảm 1.000 đồng đến 4.000 đồng so với tuần trước. Hiện thời tiết diễn biến bất thường làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương khuyến cáo người chăn nuôi cần nhập giống lợn tại cơ sở có uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn vật nuôi. Do nguồn cung tăng, giá đệm rơm tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đã giảm từ 5.000 đến 10.000 đồng một kg so với cách đây khoảng 2 tuần, nhưng nhìn chung vẫn ở mức khá cao, giúp người trồng có thu nhập khá tốt. Hiện nấm dơm loại 1, nấm tròn đang được nông dân ở thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp bán buôn cho thương lái ở mức 55.000 đồng đến 60.000 đồng một kg. Nấm loại 2, nấm dù có giá 35.000 đồng đến 40.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá bán lẻ nấm dơm loại 1 tại nhiều chợ ở mức 85.000 đồng đến 95.000 đồng một kg. Nấm dù có giá khoảng 50.000 đồng đến 55.000 đồng một kg. Tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, lúa đông xuân đang được đẩy mạnh thu hoạch, nguồn phụ phẩm rơm dạ khá dồi dào, giá giảm đáng kể so với trước, tạo thuận lợi cho nông dân sản xuất nấm rơm với giá thành thấp hơn. Sau Tết Nguyên đán, thị trường lao động tại các tỉnh phía Nam đón nhận nhiều dấu hiệu tích cực, các hoạt động tuyển dụng liên tục diễn ra giúp người lao động có nhiều cơ hội tìm được việc làm phù hợp. Thông tin từ các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cho thấy, nhu cầu tuyển dụng lao động sau dịp Tết Nguyên đán đã tăng lên đáng kể. Tại một số tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, thị trường lao động đã có xu hướng cầu lớn hơn cung. Nhiều doanh nghiệp đã đang thông tin tuyển ngay lao động với số lượng lớn để đáp ứng các đơn hàng sản xuất. Mặc dù có dấu hiệu khởi sắc, sau nhiều chuyên gia nhận định, trước mắt cũng như lâu dài, thị trường lao động nước ta vẫn còn nhiều thách thức do trình độ của nguồn nhân lực hiện vẫn chưa cao, lao động vẫn còn yếu về nhiều kỹ năng. Một số ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động theo hướng tăng ở nhiều kỳ hạn trong bối cảnh tín dụng đầu năm chưa khởi sắc. Trong biểu lãi suất huy động mới nhất áp dụng từ đầu tháng 3 năm 2021, ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank bất ngờ tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn, mức điều chỉnh tăng cao nhất tới 0,8 điểm phần trăm so với biểu lãi suất hồi đầu tháng 2. Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank cũng vừa áp dụng biểu lãi suất huy động mới cho khách hàng cá nhân từ đầu tháng 3, điều chỉnh tăng ở nhiều kỳ hạn chủ yếu dưới 6 tháng. Theo các chuyên gia, lãi suất huy động bật tăng ngay sau Tết Nguyên đán trong bối cảnh cầu tín dụng chưa cao là do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bên cạnh đó thanh khoản của các ngân hàng vẫn còn dồi dào. Thưa quý vị và các bạn, Chương trình nhịp sống kinh tế phát sóng lúc 17 giờ 50 phút từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình Nhân dân với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.